hai con choai, hai cái choai sắp lên giống. Mình sẽ nhượng đi một con. Nó rất là vui vẻ. Ơi, để cho mọi người ngắm hai con cho chúng nó phản đi tí đã. Chứ chúng, lúc chúng nó phản là không có nhìn được. Ok. Nào, không phải săn mấy con cóc làm gì đâu. Đợt này là ở đây người ta đánh chuột nhiều, thành ra là không dám thả, cỏ mọc lên. Bây giờ người ta đánh chuột, người ta toàn chơi cái bài là đánh chuột là theo kiểu là thuốc gọi là chết ba đời. Chó ra mà không may nó ăn vào là ngỏm luôn, chôn mấy con rồi. Chôn mấy con cho ta rồi. Đây, mọi người thấy cái khung gọng của nó rất là khỏe. Con kia đâu rồi, ra đây xem nào. Ok. Đây, hai con này là cùng bố khác mẹ. Nhìn mặt là chúng nó khá là giống nhau. Ok, sở phi cả vào tay anh. Để quay mặt để cho mọi người xem. Phân biệt là một con là có tí vẹt trắng ở, một con có tí vẹt trắng ở ngực, còn một con không có. Còn có tí chấm lông trắng ở ngực này thì nó lại quấn người hơn. Cái này này. Đây này, anh xem nào. Lông nó bóng bướt này, lâu lắm rồi không có tắm đấy. Mặt mũi thì đợt này này chúng nó đang có mắt nó đang hơi lèm nhèm một tí. Bôi thuốc là nó sẽ hết thôi. Đây, con này thì nhát hơn tí. Nhát hơn. Ok. Trời, vừa phải thôi. Nào. Đó, hai con nó tương đương nhau. Cao dài nó cũng tương đương luôn. Thể trạng tương đương, màu máng đều cháy khét, mặt đều nét cả. Nét của con Nano là nét của nó sắc. Đây. Mọi người, chúng nó vẫn còn đang thì dư thừa năng lượng lắm. Đây, con này là con có tí vẻ trắng ở ngực cơ này. Thôi em cứ đi vệ sinh bình thường. Đang muốn quay cái mặt tí. Khung gọng của nó là tuyệt vời. Cái mà chưa lên giống mà nó ở tầm này thì nó đẻ xong, đến khi mà nó lên giống, nó đẻ xong, nó trưởng thành về sau chắc nó ở cỡ độ trạng khoảng tầm 40 đến 42 cân. Với con cái thế là vừa. To quá nó nặng nề. Đây. Và đây hóng gì ở đây? Tóm lại là cứ làm sao quay được cái mặt để nhìn cái mặt thôi, đúng không? Chứ ở ngoài kia này chúng nó cuồng quá. Đây, đây là con có tí chấm trắng ở ngực đây. Là ở bên con bên trái. Nào. Con ở gần này là không có. Đây. Con có tí chấm trắng ở ngực này thì nó quấn chủ hơn. Nó tự tin hơn, thái độ tự tin hơn. Nó đều quấn chủ cả nhưng mà con kia nó tự tin hơn. Ra đây, ra vườn, chơi tiếp. Chơi tí nữa rồi vào. Rồi, đấy, lượn lăng xăng tí nữa đi.
dư thừa sức khỏe lượn lăng xăng tí nữa. Rồi tí rồi vào rồi hôm nay ăn sớm. Quả mọc như rừng. Đó. Hai con cùng con của con cùng con của con Sano. Hai đứa ra đây nào. Đấy, nằm xoa chúng nó đi. Xoa chúng nó xem chúng nó có yên không. Để quay mặt cho nó tí, két không ngon. Nó cứ phải một người quay video, một người xoa thì nó mới. Phải mỗi con một tay chứ không là tranh nhau. Đây là người lạ nhé. Người lạ nhưng mà có chủ thì chúng nó vẫn cứ quấn bình thường thôi. Còn người lạ mà không có chủ thì chúng nó lại sủa đuổi ngay. Quen nhưng chưa chắc đã thân nhé. Chủ mà không có nhà là mà người lạ mà vào nhà là chúng nó vẫn sủa đuổi như thường. Úi sợ. Có cào cào. Úi sợ. Đó, hai con này này nhường đi một con. Nhường đi một con chứ hiện tại là trại đang bị quá tải, nhiều chó quá. Và nhượng đi một dàn chó ta Mông Cọc Bắc Hà. Giữ lại mấy con thôi thì nuôi thì mới đẻ được. Ra ngoài này chơi tí đã rồi hay vào. Làm gì mà đòi vào sớm thế? Đây. Đây là cái con nó có tí vẹt lông trắng ở ngực. Nó quấn hơn. Nó quấn hơn, nó tự tin hơn. Đây, nó đây. Gọi là nó thường ra trước. Rất là điềm đạm. Tầm này mà nuôi thì yên tâm về vấn đề sức khỏe này, yên tâm chăm chăm. Thôi nằm đấy nghỉ một tí đi. Nằm đấy nghỉ một tí rồi vào chuồng rồi ăn. Nghỉ đi. Lại phấn. Phi lại đi từ từ thôi, nhanh quá thế. Tôi hy vọng là mọi người đã ngắm được chúng nó rồi. Đây. Thằng này là thân thiện hơn. Có tí vẹt trắng ở ngực. Chấm, một chấm tí thôi, chấm nhỏ thôi. Ok, quay thế cho chúng nó vào, để chúng nó muốn vào chuồng. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.